sợ bị gia đình la do làm mất túi sách bên trong có số tiền lớn một phụ nữ ngụ ở xã long điền đông a huyện đông hải tỉnh bạc liêu đã đến cơ quan công an trình báo tin giả rằng bản thân bị cướp giật tài sản hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử phạt hành chính theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 2, Lương Thị Tiên, sinh năm 1992, ngụ ấp cây dương A, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, đến công an phường Láng Tròn, thị xã Gia Rai, trình báo về việc bị cướp giật tài sản. Theo lời trình bày của Tiên, vào khoảng 13 giờ ngày 27 tháng 2, khi đang điều khiển xe máy trên đoạn đường từ chợ Láng Tròn đến công ty để đi làm, địa chỉ tại khóm 2 phường Láng Tròn, thị xã Gia Rai, thì bị hai đối tượng lạ mặt chạy xe máy từ phía sau, áp sát và giật chiếc túi sách. Bên trong có 80 triệu, một chiếc lắc, hai chiếc nhẫn, tổng trọng lượng 7 chỉ vàng. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường láng tròn thị xã gia rai nhanh chóng phân công lực lượng xuống hiện trường để điều tra tuy nhiên không có dấu hiệu xảy ra cướp giật tài sản như lời lương thị tiên trình báo nhận thấy có dấu hiệu tin báo là giả nên cơ quan công an tiến hành mời lương thị tiên để làm việc lúc này tiên khai nhận bị mất túi sách bên trong có số tiền lớn sợ bị gia đình la nên mới đến cơ quan công an trình báo tin giả mình bị cướp giật tài sản Hiện công an phường Láng Tròn đã lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân phường Láng Tròn ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lương Thị Tiên về hành vi báo tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền theo điểm C khoảng 3 điều 7 Nghị định số 144 năm 2021 của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.